Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một món ăn nữa cũng rất là ngon và rất là phù hợp với mỗi bữa cơm của gia đình của chúng ta luôn. Cái món ăn này ăn kèm với cơm trắng rất là bắt cơm lên nha các bạn. Đó là món ba rọi chiên sả ớt. Rồi để thực hiện cái món ăn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm ở đây là thịt ba chỉ hoặc còn gọi là thịt ba rọi đó các bạn. Là mình mua ở đây là 500g. 500g thịt ba rọi. Sau khi mua về thì các bạn sẽ cạo sạch cái phần da heo ha. Rồi các bạn sẽ cắt ra một cái miếng có cái độ dày là khoảng 1 cm ha các bạn. 1 cm. Một chút nữa mình sẽ cắt lại từng cái khúc ngắn hơn nữa để mình chiên cho nó dễ. Rồi tiếp theo, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 4 cây sả, một chút nữa mình sẽ băm nhuyễn. Rồi một cái ớt sừng. Ở đây là ớt không có cay lắm hết các bạn. Nếu như các bạn thích ăn cay thì các bạn có thể thay thế bằng ớt hiểm và một ít tỏi băm. Cũng như là các gia vị nêm nếm cần thiết khác như là muối, hạt nêm, bột ngọt, đường và nước tương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món ăn này nhé. Rồi đây là sả và ớt sau khi mình đã băm nhuyễn ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện cái bước đó là ướp thịt. Bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái thau như thế này. Bây giờ các bạn sẽ cho thịt vào. Về cái phần thịt thì các bạn phải mình nên cắt khúc ra như thế này, nó đều nhau nha các bạn. Từng miếng đều nhau như thế này. Để một chút nữa mình chiên nó sẽ dễ hơn và mình ướp gia vị nó cũng sẽ nhanh thấm hơn là khi các bạn để nguyên miếng dài ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho vào đây tỏi. Nếu như mà các bạn sợ cái phần tỏi này nó bị dễ khét á thì các bạn có thể là xay nhuyễn, sau đó các bạn chỉ lấy cái phần nước thôi. Nhưng mà ở đây là mình cho ít cho nên là mình sẽ cho trực tiếp vào luôn. Rồi cái phần ớt băm các bạn sẽ cho hết vào luôn. Riêng cái phần sả băm thì các bạn chỉ cho vào đây khoảng 1 phần thôi nha các bạn. Mình sẽ chừa lại 2 phần. Đây mình sẽ chừa lại 2 phần ha. Theo chúng ta sẽ đi nêm nếm ha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng cà phê hạt nêm. Cuối cùng đó là nước tương. Các bạn sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê nước tương. Về cái phần nêm nếm thì các bạn có thể nêm nếm tùy theo khẩu vị ăn của gia đình mình nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên. Các bạn sẽ ướp thịt trong khoảng thời gian là 15 phút ha. Rồi sau 15 phút ướp thịt thì bây giờ cái phần gia vị nó cũng đã thấm vào. Và mình sẽ nói thêm với các bạn để cho cái phần thịt của mình nó có cái độ giòn ở bên ngoài và giữ được cái độ ngọt ở bên trong thịt thì các bạn sẽ cho vào đây bột bắp. Các bạn sẽ áo một lớp bên ngoài bột bắp. Các bạn áo một lớp mỏng thôi. Các bạn sẽ tiếp tục, các bạn sẽ mang bao tay vào hoặc là các bạn dùng đũa như thế này. Các bạn đảo đều cái phần thịt này lên. Nếu như các bạn không có bột bắp thì các bạn có thể thay thế bằng bột chiên giòn cũng được. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt lên bếp một cái chảo, các bạn cho vào đây ít dầu thôi nha. Mình không cho nhiều dầu, tại vì một chút nữa trong thịt của mình nó sẽ còn ra dầu nữa. Rồi sau khi dầu đã nóng rồi, bây giờ các bạn sẽ giảm về cái mức lửa vừa nha các bạn. Thì các bạn sẽ cho thịt vào mà mình chiên. Chiên cái này hay còn gọi là áp chảo đó các bạn. Các bạn nhớ để mức lửa vừa nha. Mình nhớ đảo thịt ha. Để thịt của mình nó không có bị khét. Thơm quá các bạn ơi. Nhìn như vậy thôi là đã thấy hấp dẫn rồi đó nha. Sau 15 phút chiên thì bây giờ cái phần thịt của mình nó cũng đã vàng. Nó đã chín vàng rồi. Rồi các bạn sẽ gấp ra ha. Rồi vẫn là cái chảo dầu này, bây giờ các bạn sẽ phi vàng cái phần sả băm còn lại ha. Các bạn nhớ để lửa nhỏ nha, mình không được để lửa lớn ha.
Sau khi thấy sả của mình nó đã thơm vàng rồi, bây giờ các bạn sẽ cho cái phần thịt vào. Mình sẽ đảo sơ qua một lần nữa với cái phần sả này ha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món ba rọi chiên sả ớt rồi các bạn ơi. Rất là ngon luôn ha. Màu rất là đẹp luôn các bạn. Này. Với cách làm này và với cái mức lửa mà mình nói với các bạn á, thì cái món thịt của mình nó sẽ vàng đẹp. Thịt của mình nó sẽ chín đều ha. Và các bạn nhìn thịt rất là ngon ha. Rồi cái món này thì mình ăn kèm với rau sống nè. Rồi hoặc là ăn kèm với củ cải ngâm chua ngọt đó các bạn. Mà ở clip trước mình đã chia sẻ với các bạn đó các bạn. Rất là ngon luôn. Đây. Món này ăn bắt cơm lắm nha các bạn ơi. Nhà mình mà có khách đó, mình làm món này cũng được luôn, cũng rất là phù hợp. Rồi mình chúc cho các bạn sẽ thành công với cái món ba rọi chiên sả ớt này nha. Và nếu như các bạn thực sự yêu thích cái món ăn này của mình thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là để theo dõi nhiều clip mới nhất của mình. Và nếu như bạn nào mà có cái công thức nào hoặc là có cách làm nào về cái món ba rọi chiên sả ớt hay hơn thì các bạn hãy chia sẻ với mình để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau, cũng như là để cho các bạn khác có thể tham khảo thêm. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn tiếp theo. Bye!